Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc bầu cử của ông Donald Trump và bà Carini. Trong thời gian vài ngày trước thì có một vài người, tôi nghĩ rằng là phía bên Dân Chủ đó, một vài người, những cái tin đồn đoán, YouTuber hoặc là những cái thông tin mà bên cánh tả đất làm, họ nói rằng tỷ phú Elon Musk đã quay xe với lại ông Tổng thống Trump. Đây là một điểm mà bất lợi cho ông Tổng thống Trump. Nếu mà Elon Musk là tỷ phú giàu nhất thế giới này, chủ nhân của Space và xe điện Tesla đó các bạn. Nhưng tin tức này có đáng tin hay không? Hoàn toàn không đáng tin, tin xạo, tin không có đúng sự thật. Họ tung những cái tin tức ấy ra để nhằm thao túng tâm lý của người cử tri và người dân Mỹ mà thôi. Cho đến hiện tại bây giờ, Elon Musk vẫn đắc lực ủng hộ cho Tổng thống Trump. Các bạn biết rằng một tỷ phú giàu nhất thế giới này, ông ta có cái gia tài là 248 tỷ. 248 tỷ đô la. Đô la nha không? Các bạn phải tính gì đi coi. Một đô bây giờ là 25.000 ha, mình tính bằng vậy đi. Thì 1 tỷ là bao nhiêu? Có phải là 25.000 tỷ đồng Việt Nam không? 25.000 tỷ đồng đó nha, 1 tỷ đô. Rồi 10 tỷ là bao nhiêu? 250.000 tỷ đồng. 100 tỷ là 250 triệu tỷ đồng. Ôi trời ơi, con số nó thấy chóng mặt trước đầu các bạn anh. Ví dụ mà 248 tỷ đô thì nó khoảng cỡ 750 triệu tỷ đồng Việt Nam. Trời ơi, con số nếu mà các bạn đếm 50.000, 100.000 các bạn sẽ đếm cả một cuộc đời của các bạn sẽ không bao giờ hết luôn. Hình như là các bạn có thể đếm 500.000 nữa cũng không hết nổi cái số tiền đâu. Tại vì tới 750 triệu tỷ đồng. Rồi mà con số kinh khủng thiệt phải không các bạn ha. Vâng, quay lại với lại tỷ phú. Ông tỷ phú này, ông chi cho 1 triệu đô la mỗi ngày, gây quan ngại sâu sắc về phía Dân Chủ. Ví dụ ổng mỗi ngày đó ổng sẽ rút thăm cho những cử tri mà bầu cho ông Tổng thống Trump á, thì một ngày ổng chi ra 1 triệu đô cho người nào may mắn được kêu tên. Wow, đây cũng giống như là một sự ủng hộ rất là mạnh mẽ các bạn, sự quyên góp mà phải nói rằng bằng nhiều chiêu thức khác nhau. Ở Mỹ này mà thì chúng ta có thể quyên góp bằng những hình thức khác nhau. Họ lách luật, bên Dân Chủ cũng vậy, họ cũng lách luật nhiều lắm. Chẳng hạn như bà Carini lúc mà bà mới ra, khi ông Biden ông rút lui, bà Carini bước vào làm ứng cử viên, thì họ được bên phía Dân Chủ ủng hộ, vận động, trời ơi tiền quá trời tiền kinh khủng luôn. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà được mấy trăm triệu đô rồi. Thì họ phải vận động, họ lách luật cái kiểu này kiểu kia để cho nó hợp pháp. Thì ông Elon Musk cũng vậy thôi, ông cũng làm miễn sao nó hợp pháp là được rồi. Nhưng mà bên phía bên kia thấy rằng ông chi một ngày 1 triệu đô cho người nào may mắn kêu tên, thì bên kia bắt đầu nói ông làm không có đúng luật, ông làm như vậy là người ta ai cũng bỏ phiếu cho ông Trump hết kia nè. Không phải đâu, thì các bạn có cách vận động của các bạn, tôi giàu tôi có cách vận động của tôi, miễn không phạm luật là được rồi, không các bạn ha. Vâng, bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Cách đây mấy giờ thôi, mấy tiếng đồng hồ thôi, bảo rằng tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết mỗi ngày ông sẽ tặng 1 triệu đô la, khoảng 25 tỷ đồng Việt Nam, cho một cử tri đã ghi danh tại các bang dao động từ ngày 19 tháng 10 cho đến 5 tháng 11. Ngày nào cũng 1 triệu cho bất cứ ai người nào. Người nhận tiền sẽ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên thôi, từ trong danh sách chữ ký trong bản kiến nghị ủng hộ hiến pháp Mỹ của American PAC, America PAC, PAC viết tắt là PAC.
American Park là siêu quỹ ban chính trị do ông Musk lập ra để ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong nỗ lực tái tranh cử tổng thống. Tấm check theo kiểu xổ số đầu tiên đã được trao cho một người tham dự trước sự ngỡ ngàng của người này tại một sự kiện ở Pennsylvania vào ngày 19 tháng 10. Tới ngày 20 tháng 10, tấm check khác đã được trao nữa rồi. Trước cái sự ngỡ ngàng các bạn, là lúc mà tham gia rồi vậy, ông ấy bốc thăm đại thôi, thì cái người phụ nữ này đã trúng cái giải đó. Không phải trúng cái giải độc đắc gì, giống như bà có đăng ký thì người ta coi trong danh sách, người ta lấy lại một cái tên đại vậy thôi. Thì người phụ nữ này rất là may mắn không quý vị ha. Nếu mà tấm check này sau khi trừ thuế rồi thì chỉ còn lại được có khoảng cỡ 650.000 hay là 700.000 thôi các quý vị. Tại vì thuế mà giống như độc đắc như thế này là thuế nặng lắm, thuế cao lắm. Thống đốc Pennsylvania George Shapiro, một đảng viên dân chủ ủng hộ bà Carini, nói chiến thuật của ông Musk gây quan ngại sâu sắc. Người ta sợ, bên kia sợ phải không? Tại vì nếu ông làm gì đó thì sẽ nhiều người, cũng có thể là những người bên dân chủ, người ta mơ ước một tấm check 1 triệu đó, người ta qua người ta ủng hộ cho ông Donald Trump. Ông Shapiro nói trên truyền hình Meet the Press, là gặp gỡ báo chí của đài NBC News, là một đài rất lớn ở bên Mỹ này các bạn. Và ông ấy nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật có lẽ nên xem xét các khoản thanh toán này. Những người có khả năng nhận tiền là cử tri ở Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin và Bắc California, là những tiểu bang có thể dao động số phiếu đó. Số phiếu người ta nó ngang ngang với nhau nè, rồi người ta nó dao động rất nhiều. Cho nên ông Elon Musk sẽ phát huy vào những cái tiểu bang này. Tất cả đều là những bang dao động quan trọng sẽ quyết định kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng, thấy không? Chuyên gia luật bầu cử Chris Hansen viết trên blog cá nhân luật bầu cử, tiếng Anh gọi là election law, rằng ông tin việc treo thưởng của ông Musk rõ ràng là bất hợp pháp. Làm sao bất hợp pháp được? Bất hợp pháp làm sao mà tung ra được như thế phải không ha? Khi mà làm một việc gì, vận động cái gì, thì ông Elon Musk, ông có hàng tá luật sư của ông ấy đưa ý kiến, hoặc là coi theo cái luật lệ của bên Mỹ này rồi làm, chứ không bao giờ người ta làm ngang đâu. Nhất là đối với những người có tiếng có tâm và là người giàu nhất ở thế giới nữa. Ông Hansen là giáo sư tại trường học luật của California, Los Angeles. Các bạn biết ở California là đảng dân chủ mà. Không? Các bạn biết không, ở California hình như nắm giữ tới 53 cái lá phiếu lận. Có nhiều tiểu bang chỉ có, tại vì một từng tiểu bang là có vài ba lá phiếu à. Cái người ta sẽ đại diện, thống đốc đó người ta đại diện những cử tri chỗ đó để bầu cho tổng thống. Chúng ta đi bầu rồi ai thắng sẽ dồn hết tất cả những cái lá phiếu đó cho một người thôi, chứ không phải bầu đem lá phiếu giống như là ở những cái chỗ khác, như là bên đây 1 triệu lá phiếu, bên đây 1.200.000 lá phiếu, 1.200.000 lá phiếu thắng, phải vậy. Người ta chỉ có người đại diện thôi. Và tiểu bang này nếu mình nhớ không lầm là 53 lá phiếu là nhiều lắm các bạn ơi. Có những tiểu bang chỉ có 2-3 lá phiếu à. Theo luật liên bang, bất kỳ ai trả tiền hoặc đề nghị trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán để đăng ký bỏ phiếu sẽ đối mặt với lại khoản tiền phạt là 10.000 đô hoặc là 5 năm tù. Dù về mặt kỹ thuật thì ông Musk đang yêu cầu cử tri ký vào một bản kiến nghị. Ông Hansen đặt nghi vấn về ý đồ thực sự của ông Musk khi sử dụng chiến thuật này. Ai có thể ký bản kiến nghị đó? Chỉ những cử tri đã ghi danh tại các bang dao động. Đó là lý do tại sao việc này phạm pháp. Ông Hansen nói như vậy, tôi cho rằng không có phạm pháp đâu. Ông chỉ thấy ông Elon Musk chơi lớn quá, ông sợ là ông Trump thắng lớn thôi.
Những người ký vào bản kiến nghị trong đó cam kết ủng hộ tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng. Phải cung cấp thông tin liên lạc chi tiết, điều đó có thể cho phép American Party liên lạc để nói về những lá phiếu của họ. Ông Musk và American Party đều đã được liên hệ để bình luận. Các ban tranh cử và ủy ban hành động chính trị thường dựa vào các chiến thuật như ký tên vào bản kiến nghị, yêu cầu tham gia khảo sát hoặc bán lẻ sản phẩm để xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về thông tin của cử tri. Những dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để xác định các cử tri một cách chính xác hơn hoặc để gây quỹ từ những người đã ủng hộ cho ứng cử viên. Kính thưa quý vị, ở Pennsylvania, ông Musk trao $100 cho mỗi cử tri ký vào bản kiến nghị và thêm $100 cho mỗi chữ ký của những người họ giới thiệu. Ông ấy ủng hộ trong đô là Trump, ông ấy có tiền nhiều, ông làm gì làm miễn sao mà không phạm pháp là được rồi, không phạm với lại cái luật pháp của người Mỹ đưa ra là được rồi, chính quyền Mỹ. Cử tri ở các tiểu bang khác nhận được $47 cho mỗi chữ ký của họ khi được giới thiệu. Không biết mình đi đăng ký không biết được $100 hay may mắn mình được $1,000,000 biết đâu đó các bạn ha, ở phía Bắc Cali mà mình ở phía Bắc nè. Biết đâu các bạn ơi, nhiều khi thời tới rồi cản không kịp. Chiến thuật này có thể lọt qua một khe hở trong luật bầu cử của Mỹ vì không có ai được trả tiền trực tiếp để bỏ phiếu đó, thấy không? Người ta làm đúng theo luật thôi, được rồi, bộ bên phía bên kia, bên phía đối lập á, không có chơi những cái trò mà mỹ dân hay là lọt qua khe hở của luật pháp hay sao? Có không? Tại sao ông Trump bị ám sát tới 3 lần mà bên kia không có gì hết? Có phải là bên kia có những lời nói thách thức hành động cũng giống như nói là nếu ông Trump làm tổng thống thì sẽ bla 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 cái này, bla 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 cái kia. Đó, thử ra cho nên những người không thích ông Trump đã có hành động rất là manh động luôn. Mặc cho việc ông Musk đưa ra yếu tố tiền vào một quy trình mà từ đó có thể giúp xác định những người có khả năng sẽ bầu cho ông Trump. Ở Mỹ, việc trả tiền để một người đi bỏ phiếu là phạm pháp. Hình như ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, chứ không phải là ở những nước Mỹ không. Không nhất thiết là phải bỏ phiếu cho một người cụ thể, mà chỉ là hành động bỏ phiếu cũng đã khiến việc này là phạm pháp. Quy định này đã khiến cho hãng kem Ben & Jerry's từ bỏ ý định ban đầu là chỉ phát kem cho những người có miếng dán tôi đã bỏ phiếu và quyết định phát kem miễn phí cho tất cả mọi người vào ngày bầu cử năm 2008. Trong một chiến dịch tranh cử vào ngày 20 tháng 10, ông Trump được hỏi về việc tặng tiền của ông Musk. Thì ông Trump trả lời là tôi không theo dõi việc đó. Ông nói và bổ sung thêm rằng ông thường xuyên nói chuyện với ông Musk và hai người là bạn. Ông ấy đã khẳng định ông Musk là bạn của mình, một vị tổng thống yêu dân, một người đem lợi ích cho đất nước Mỹ rất nhiều và một người được không những là người Việt Nam ở khắp mọi nơi, ở Việt Nam cũng có nè, ở khắp mọi nơi luôn nè, và được mọi người trên thế giới ngưỡng mộ. Cùng với làm ông tỷ phú thì có thể họ làm nền kinh tế của thế giới này đi lên không các bạn? Tôi rất tin tưởng vào họ vì họ là những người thật là tuyệt vời. Nhà sáng lập của SpaceX và Tesla và chủ sở hữu của X, trước đây là Twitter, đã trở thành người ủng hộ quan trọng nhất của ông Trump. Phải nói rằng trên mạng xã hội có Twitter các bạn, và ông Donald Trump có tài khoản của Twitter. Nhưng mà Twitter thường lúc trước á, hay khóa cái tài khoản của ông lại khi mà ông tweet, viết cái gì ở trên cái Twitter. Tôi nghĩ Elon Musk đã mua luôn Twitter này là để ủng hộ cho ông Trump. Vào tháng 7, ông Musk đã lập ra American Party với mục đích hỗ trợ ban tranh cử của Tổng thống Trump.
cựu Tổng thống Trump mới đúng hơn. Đến nay, ông đã góp 75 triệu US dollar cho American Pact. Siêu ủy ban chính trị đã nhanh chóng trở thành một nhân tố chính trong chiến dịch tranh cử cho ông Trump. Ban tranh cử của ông Trump phụ thuộc rất nhiều vào các nhóm bên ngoài như American Pact để tiếp cận cử tri hơn. Trang web chính thức của bang này nêu rõ, American Pact được lập ra là để ủng hộ những giá trị cốt lõi, biên giới được bảo đảm, thành phố được an toàn, chi tiêu được hợp lý, hệ thống tư pháp được công bằng và tự do ngôn luận, quyền tự vệ. American Pact được lập ra là như vậy đó. Tôi thấy họ có một cái goal, cái mục đích của họ mà mọi người sống ở bất cứ đất nước nào người ta cũng thích hết chứ nha. Đọc lại các bạn nghe như thế này nha, là biên giới được bảo đảm, thành phố được an toàn, chi tiêu hợp lý, hệ thống tư pháp được công bằng, quan trọng nhất là tự do ngôn luận và quyền tự vệ cho bản thân của mình. Ông Elon Musk từng nói rằng mình muốn hơn 1 triệu, có thể là 2 triệu cử tri ở các tiểu bang dao động ký vào bản kiến nghị ủng hộ cho tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ hai. Ông nói rằng nhiều khi ông muốn là 2 triệu nữa chứ không phải là 1 triệu cho những người nào lucky đó các bạn. Hỏi các bạn nè, 750 triệu tỷ đồng. Thì bây giờ các bạn nghĩ coi, 1 triệu thì bao nhiêu? Có phải là 25 tỷ không? Đâu có xi nhê gì các bạn ha. Tôi đang suy ra cái tiền Việt Nam á. Còn mà nếu mà nói mà ổng có 248 tỷ mà một ngày cho 2 triệu mà cho chưa tới 1 tháng mà thì đâu có bao nhiêu đâu. Đối với ổng nó giống như hạt cát trong sa mạc luôn nha các bạn. Tôi nghĩ điều đó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những chính trị gia đắc cử của chúng ta. Và ông nói thêm, ông Musk hiện đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính là 248 tỷ đô. Theo tạp chí kinh doanh của Forbes của Mỹ. Một con số nhất định luôn các bạn. Năm nay từ mấy tháng về trước, tính từ tháng này ha cho tới 6 tháng về trước, ông đã kiếm thêm mấy chục tỷ ở trong cái tài khoản của ông đó các bạn. Nhưng mà ông ta là một người giàu vô gia cư. Tại sao ông nói vậy? Ông ấy nói rằng bây giờ ông không có nhà cửa, ông bán hết rồi. Tiền ông đầu tư chỗ này đầu tư chỗ kia, ông không cần nhà cửa. Hỏi các bạn chứ, một người ở căn nhà mấy chục phòng để làm gì? Tốn tiền chăm sóc nè, tốn tiền này, tốn tiền điện, tốn tiền vườn tược cũng phải có người coi chứ nha. Mà trong khi mình không có ở, ông thà là ông đi ở khách sạn 5 sao, ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Tại ông đâu có ở một chỗ đâu. Nhiều khi ông mua nhà rồi, thật ra mua nhà là để đầu tư vậy thôi. Chứ ông đâu có ở bao nhiêu đâu. Nhiều cái nhà mua rồi cũng chả có ở nữa. Các bạn ha. Có nhiều người Mỹ giàu, những cái chắc các bạn coi mấy cái short mà người ta đầu tư cho những người mà có cái ý kiến hay này kia nọ. Ở Việt Nam có sát bình, sát này, sát kia, sát nọ đó các bạn ha. Thì ở Mỹ này cũng có những người như vậy. Thì những chương trình đó là từ ở Mỹ qua đó. Có những người giàu họ có cái tư tưởng lạ lắm các bạn. Mình giàu mình nghĩ là mình mua nhà, mua xe, mua đủ thứ ha. Nhưng mà họ lại khác. Giống như là một ông Shark ở trong chương trình nói. Ông dài của ông không quá ba đôi. Có ba đôi thôi, không có rồi thứ tư. Cả cuộc đời ông nha. Một đôi thể thao. Rồi một đôi đi ăn tiệc với một đôi bình thường thôi, đi làm vậy thôi. Đó là chỉ ba đôi, ổng không giờ mua đôi thứ tư. Còn quần áo của ổng thì ổng mua để đủ mặt thôi. Chẳng hạn như là chúng ta có thể, chúng ta thấy có tủ quần áo mấy người giàu 100 cái áo sơ mi, ổng có chừng 10 cái đủ rồi, ổng nói mua chi nhiều, mua để ổng mặc cũng vậy thôi à. Có nhiều người giàu họ có đầu óc họ lạ. Cũng giống như là giàu giống như ông Musk này, ông cũng làm từ thiện rất là nhiều. Mà khoái nhất là ông chơi cái trò này lớn à nghe. Kỳ này ông chơi lớn à. Một ngày 1 triệu. Nhiều khi ông nói ông còn muốn cho 2 triệu nữa kìa. Bởi vì ông làm như vậy thì phía dân chủ sợ lắm. Sợ những cái
giống như cái chiêu trò đi, mình gọi là gì, những chiêu trò mà để cuốn hút cử tri về phía bên mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và tôi cũng mong rằng tất cả quý vị, những người Việt ở hải ngoại bầu cho ông Donald Trump, vì ông ấy làm rất tốt trong nhiệm kỳ của ông ấy, săn rẻ, thuế ít và tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Còn 4 năm của ông ngủ quên, trời ơi, nói ông này tôi không biết ý kiến nha, ông ngủ quên, rồi ông quên trước, quên sau. Còn cả bà Carini này thì 4 năm vừa rồi được cái giống gì các bạn coi cây. Phải nói một câu như thế này, 4 năm vừa rồi của Tổng thống và Phó Tổng thống dở như hạch. Dở như hạch, không có làm được giống gì hết trơn á. Các bạn thấy rõ ràng không? Thí dụ ông Obama còn có những cái vụ việc như là bắt ông kêu bằng là bay qua bên Pakistan để tìm hạ gục ông Osama Bin Laden, phải không đó? Còn có những dấu ấn của Bill Clinton về Việt Nam đầu tiên, khi mà sau khi hai bên cởi bỏ cái vấn nạn của đất nước với nhau, bỏ cấm vận, ông về Việt Nam. Một cái ông dân chủ, tổng thống dân chủ nào trong quá khứ cũng có làm nhiều cái mà chúng ta có dấu ấn. Còn cái ông ngủ quên này, chú Bảy đi, chú Bảy Đần này với lại bà Carini, tôi thấy chả có cái gì hết trơn á. Các bạn đừng có nói là cuồng Trump hay này kia nè, các bạn ví dụ các bạn cuồng ông ngủ quên này đi, các bạn cuồng ngủ quên này, các bạn đưa ra những cái luận cứ, những cái luận điểm và những cái gì mà ông ấy làm tốt cho dân Mỹ này đây, cho đất nước này đi. Nếu mà các bạn không đưa ra được thì các bạn cũng giống như là cuồng ông ngủ quên rồi còn gì nữa, phải không? Vâng, nếu mà người nào mà biết về chính trị hay là biết về một chút xíu về tinh thần yêu nước, về cho nước Mỹ, thì người ta đều bầu cho ông Trump hết. Tôi tin là như vậy và tôi chắc chắn là như vậy luôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.